tình huống dở khóc dở cười cợt của cô gái trẻ đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Nữ chính trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc không giống nhau vì hành xử không giống ai của kẻ trộm mũ bảo hiểm. Chuyện sáng sủa hôm đó giờ mới kể. 8 giờ sáng sủa định đi có công chuyện, xuống hầm lấy xe thì thấy tờ giấy này đây. Thật sự lúc đó biết là mất quả mũ có trong chống tre trên đỉnh rồi nhưng mà vẫn cảm thấy vui vì người đang dùng nó là một người có ý thức trách nhiệm. Mình quyết định hủy cuộc hẹn và ngồi cà phê đợi Gamer thủ ý tới 12 giờ. Nhưng rồi 12 giờ, 12 giờ 30, 13 giờ, 17 giờ, 21 giờ vẫn chưa thấy mũ đâu. Cây cú gì ăn quả lừa, hóa ra những đứa hay nói đạo lý thì sống ngược lại và những đứa viết thư để lại thì cũng chẳng khác gì. Mảnh giấy khiến cô gái ghi vọng vào sự tử tế của kẻ đã lấy mũ bảo hiểm. Rồi một ngày cách đây hai hôm, mình thấy quả trong chống trơ của mình đang di du ở trên phố Đội Cấn. Đích thị là quả khủng long xanh của tôi đây rồi. Nhanh như chảo chớp, mình phi xe lên chặn ngang con lít, rồi sẵn giọng gọi. Sao bảo trả mũ làm chị đây đợi? Con nhỏ bé hoảng loạn mất 2,3 giây rồi bình tĩnh gọi. Mấy giờ rồi hả chị? 9 giờ sáng sủa, làm sao? Em hẹn chị 12 giờ cơ mà. Mày có biết là mấy tuần rồi không? Ủa, em có ghi là 12 giờ ngày nào đâu chị. Ngày nào em tiện thì em căng đúng 12 giờ em trả chứ. Sau đó em thư thả tháo mũ và nói, thôi chị dội thì cứ tóm trước dùng tạm đi, em đi nha. Rồi nó phóng xe đi mất hút. Mình còn chưa kịp kéo khẩu trang xuống để xem mặt quân trộm cắp. Chị mày thua, ngã mũ giấy luôn cái đống lý luận của kẻ móc túi như em. Cô gái đúng là đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Bắt được trộm, nhưng chưa mắng mỏ được câu nào đã bị nói qua mặt. Dân mạng cũng tỏ ra thông cảm cho nữ chính nhẹ dạ cả tin. Người ta đã lấy được cái mũ đi rồi thì khó mà quay đầu trả lại lắm. Mà kể cả có trả đi chăng nữa cũng không hẹn để gặp gỡ game thủ tận mặt vậy đâu. Lỏng công tin người, giờ lại bị nó chơi cho một dấu thai giọng tràn trề. Khổ thân. Tài khoản Bích Hạnh bình luận. Con nhỏ bé trộm mũ cũng gớm quá, tinh quái hết phần thiên hạ. Thành phần này khó tóm bẻ lắm, nít nam eo xung hạ giết. Thôi thì trong cái rủi ro cũng có cái may, lấy được cái mũ về rồi thì cất cho kỹ nhé game thủ. Một dân mạng khác nhắn nhủ.